siêu mẫu vĩnh thụy sắp kết hôn với bạn gái gia thế khủng hé lộ hai khách mời sao việt vĩnh thụy là siêu mẫu điển trai bảnh bao trong làng giải trí việt anh cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như nhật ký bạch tuyết truy sát chuyện tình đảo ngọc tuy nhiên những năm gần đây vĩnh thụy ít hoạt động nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh riêng dù rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng thỉnh thoảng vĩnh thụy sẽ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên một cô gái giấu mặt được cho là người yêu hiện tại của anh đến mới đây vĩnh thụy đã đăng tải khoảnh khắc vô cùng tình cảm với cô gái này Đáng nói, lần này Nam Siêu Mẫu đích thân lên tiếng xác nhận cả hai sắp chính thức về chung một nhà. Cụ thể, khi được Cường Đô la hỏi về chuyện cưới hỏi với bạn gái, Vĩnh Thụy liền đáp ngay và luôn, "Sắp rồi nè anh, tụi em gửi thiệp anh nhất định phải đi nha." Không chỉ Cường Đô la, Vĩnh Thụy còn hào hứng mời song luôn đến dự ngày vui sắp tới. Đây là lần đầu tiên Siêu Mẫu Vĩnh Thụy lên tiếng xác nhận và công khai nhắc về hôn lễ trên mạng xã hội nên khiến cư dân mạng rần rần chờ ngày anh trước nàng về dinh. Siêu Mẫu Vĩnh Thụy công khai có bạn gái vào đúng dịp lễ tình nhân năm 2021, tuy nhiên dung mạo nửa kia được giữ kín. Vào tháng 11 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip Vĩnh Thụy đã cầu hôn bạn gái nhưng anh chưa lên tiếng xác nhận tin vui.